Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trước bối cảnh thâm hụt ngân sách và nợ công tăng cao, đặc biệt là tài khoá ngày càng trở nên thiếu bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế mới, cơ cấu lại nguồn thu nội địa một cách hợp lý là một trong những giải pháp quan trọng để cân đối thu chi ngân sách quốc gia hiệu quả. Do đó, trong thời gian qua, thì Bộ Tài chính đã nhiều lần đề xuất sửa đổi bổ sung các luật thuế theo hướng tăng mức thuế của nhiều sắc thuế. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu tăng thuế có phải là biện pháp đầu tiên để bù lại các khoản hụt thu hiện nay hay không? Trong khi tiền thuế nợ đọng còn nhiều, chống thất thu thuế chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là vấn đề kiểm soát chi tiêu ngân sách nhà nước còn nhiều điều đáng bàn. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề tăng thu thuế hay kiểm soát chi tiêu. Nhưng trước tiên mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp ngay sau đây. Tháng 5 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính thụ ủy quyền của Chính phủ ký tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường. Trong đó có nội dung đề xuất Quốc hội đồng ý cho tăng thuế bảo vệ môi trường đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu lên kịch khung. Mức tăng thuế cao nhất là dầu hỏa, tăng 1.700 đồng một lít. Mức tăng thấp nhất là dầu diesel, tăng 500 đồng một lít. Mặt hàng xăng tăng thuế thêm 1.000 đồng một lít. Như vậy, đây là lần đầu tiên Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đánh thuế bảo vệ môi trường ở mức cao nhất trong khung thuế suất hiện hành đối với tất cả các sản phẩm xăng dầu. Theo tính toán, nếu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng được tăng kịch khung từ 3.000 đồng một lít lên 4.000 đồng một lít, các mặt hàng xăng dầu tăng kịch khung lên mức 2.000 đồng một lít. Số thu từ dòng thuế này sẽ vào khoảng trên 55.000 tỷ đồng mỗi năm, tăng khoảng 14.368 tỷ đồng một năm. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức thuế suất 10% từ năm 2019 với mặt hàng nước ngọt có đường, trù sữa. Theo tính toán, với việc điều chỉnh sắc thuế này, ngân sách nhà nước thu về khoảng 5.005 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân đầu năm 2018 lại một lần nữa dư luận dậy sóng khi Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương. Bộ đưa ra hai phương án thu thuế và có phần nghiêng về phương án tăng thu ngân sách 500 tỷ đồng. Thuế tài sản, ngày 13 tháng 4 vừa qua, Bộ Tài chính công bố đề xuất đánh thuế tài sản lên nhà đất, ô tô, tàu bay. Điều đáng nói là thay vì đánh thuế tài sản đối với ngôi nhà đất thứ hai như dự kiến trước đây, thì Bộ đề xuất đánh thuế ngay trên ngôi nhà thứ nhất với mức thuế suất 0,3-0,4% đối với nhà đất có trị giá trên 700 triệu đồng, ngân sách dự kiến bổ sung 1.500 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng, tháng 8 năm 2017, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế VAT từ 10% lên mức 12% năm 2019. Đồng thời, Bộ cũng kiến nghị giảm bớt một số mặt hàng được hưởng thuế VAT ưu đãi 5%. Nhưng ngày 26 tháng 5, ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến doanh nghiệp, người dân và chuyên gia, cơ quan này quyết định sẽ không tăng thuế VAT lên 12% như dự kiến, mà vẫn giữ ở mức 10%. Thay vào đó, Bộ Tài chính sẽ cơ cấu lại các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 0%, 5% nhằm đảm bảo công bằng, hạn chế chính sách an sinh xã hội được lồng ghép trong chính sách thuế, làm mất tính trung lập của thuế. Có những nội dung nếu chúng ta không sửa thì gây bất cập cho nền kinh tế, gây khó khăn cho sản xuất trong nước. Tôi xin nêu ví dụ, tất cả các sản phẩm đầu vào của nông nghiệp ngày xưa đang chịu thuế 5%. Nhưng lần trước thì chúng ta đã đưa vào diện không chịu thuế. Từ đó nó đến bất hợp lý là toàn bộ cái chi phí đầu vào người ta không được kê khai, không được khấu trừ. Nếu như để đầu ra 5% đầu vào được kê khai khấu trừ bình thường thì người ta cân bằng không sao cả. Cùng một lúc chúng ta lại đề xuất thu rất nhiều loại thuế mới ở một thời điểm. Nó tạo cho người dân và các đối tượng bị đóng thuế một cái cảm giác là gì? Là những người làm chính sách và nhà nước đang dồn dập để mà có những cái gần như là tận thu ở thời điểm này. Ông đã đánh cái thuế tài sản bao gồm hai thứ nhà và đất, nhà các đất khác thì chúng ta đã rồi. Một đánh thuế tài sản là nhà các, tôi nói ví dụ nhà giá trị giảm theo thời gian, chỉ có đất giá trị mới có thể là tăng theo thời gian. Chúng ta kiên cố quy hoạch không ảnh hưởng đến giá nhà cả, quy hoạch ảnh hưởng đến giá đất. Tại sao chúng ta đánh lẫn lộn hai chuyện này với nhau? Mọi người không để ý rằng đánh nhà 700 triệu đến 1 tỷ ngại nhau, không ai để ý rằng đất nó bình phủ từ 0,03% lên 0,3% rất là tăng từ 10 đến 13 lần. Cái đây mới là vấn đề, không ai bảo luận cả. Tăng thu ngân sách từ hàng vài trăm đến hàng nghìn tỷ đồng là cụm từ luôn được nhắc đến khi mà Bộ Tài chính đưa ra đề xuất tăng một số loại thuế nói trên. Qua đó làm cho mọi người cảm thấy mục tiêu hướng tới của việc thay đổi chính sách thuế là huy động nguồn thu ngân sách nhà nước mà chưa tính đến bản chất của các sắc thuế là phải tạo động lực cho phát triển kinh tế, tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp, người dân đóng góp nhiều hơn nữa nguồn thu cho ngân sách.
Bên cạnh đó thì nếu chỉ tăng thu nhờ thu thuế mà không kiểm soát chặt việc chẽ việc chi tiêu ngân sách thì vấn đề thâm hụt ngân sách sẽ không thể giải quyết một cách hiệu quả, nhất là khi mà thu chi ngân sách nhà nước vẫn chưa được công khai minh bạch như là hiện nay. Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra mới đây, ngành tài chính cho biết, tính đến hết tháng 6 năm nay, tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 649.200 tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán, trong đó chi thường xuyên đạt 455.800 tỷ đồng, chiếm 70,2% tổng chi. Chi đầu tư phát triển đạt 130.000 tỷ đồng, chiếm 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Chi trả nợ lãi đạt 59.300 tỷ đồng, chiếm 9,1% tổng chi. Về chi đầu tư ấy, thì cho đến nay mới giải ngân được 31,7%, tuy là cao hơn cùng kỳ 25,6%. Nhưng rõ ràng cái tốc độ giải ngân như vậy là còn rất chậm. Rất chậm. Thế chúng tôi đề nghị riêng trách nhiệm của Bộ Tài chính, ngành kho bạc ấy, là công chí đã chủ động rồi thì nên chủ động hơn nữa để thúc đẩy cái quá trình giải ngân. Các cái chính sách của mình cũng chưa triệt để, từ việc thu thuế đến việc đầu tư công giải ngân rất là chậm. Thì tôi nghĩ là đây là cả một hệ thống để vận hành, chứ chúng ta không thể bây giờ thiếu rồi chúng ta tăng 20% cái thuế cho đánh lên đầu người dân như vậy. Trước nay chúng ta chia cái chi ngân sách chúng ta làm 3 phần. Phần thứ nhất là chi thường xuyên. Phần thứ hai chi trả nợ lãi. Phần thứ ba là chi đầu tư phát triển. Và tỷ lệ đó trong khoảng 10 năm nó nằm ở mức thế này, khoảng 65% là chi thường xuyên. Dạ vâng, một chút xíu nữa là chi thường xuyên, 15% là chi trả nợ lãi và khoảng 20% là chi đầu tư phát triển. Theo kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2018-2020 đã được Quốc hội thông qua, bộ chi các năm sẽ giảm dần, năm 2018 là 3,7% GDP, năm 2019 là 3,6% và năm 2020 là 3,4%, bình quân 5 năm bổ chi khoảng 3,9% GDP. Theo các chuyên gia, mặc dù có giảm qua các năm, song việc chi thường xuyên quá lớn, nhất là việc tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy chưa như kỳ vọng, thì bổ chi ngân sách kinh niên khiến cho việc tăng thuế càng trở nên thiếu thuyết phục. Mỗi lần chúng ta muốn thay đổi loại thuế hay là thay một loại phí nào đó vân vân thì người dân đều phản đối, và điều nó thể hiện rằng là hiện nay người dân rất không hài lòng với cách mà chúng ta sử dụng cái nguồn lực của xã hội. Và đồng thời người dân cũng cảm thấy là cái nguồn lực đấy quá lớn, tức là hiện nay là tất cả các chỉ số đều cho thấy là cái quy mô của chính phủ của nhà nước rất là lớn và quy mô của thu và chi đều rất lớn, và chúng ta lại chi thì lớn hơn thu rất là nhiều, thâm hụt kinh niên như vậy. Bên cạnh đó, mức độ công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam còn thấp và thậm chí đang tụt hạng. Theo kết quả khảo sát chỉ số công khai minh bạch ngân sách nhà nước và chỉ số công khai minh bạch ngân sách địa phương do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, OECD thực hiện từ hơn 10 năm qua cho thấy, chỉ số công khai ngân sách của Việt Nam từ năm 2015 đạt 18/100 và năm 2017 đạt 15/100 điểm, giảm 3 điểm so với năm trước và thuộc vào nhóm thứ 5, nhóm ít công khai nhất. Nguyên nhân khiến Việt Nam giảm điểm là do theo nguyên tắc tiêu chuẩn của OBI, Việt Nam chưa công bố cho công chúng dự thảo dự toán ngân sách trình Quốc hội, báo cáo kiểm toán và báo cáo ngân sách dành cho công chúng đúng thời hạn. Theo cái luật ngân sách cũ ấy, thì chúng ta mới yêu cầu công khai một số rất ít các tài liệu liên quan đến ngân sách. Đó. Cái thứ hai là cái hạn chế thứ hai là cái trách nhiệm giải trình, tức là cái khả năng mà để người dân ấy, cũng như các tổ chức xã hội họ tham gia vào cái việc mà gọi là theo dõi đánh giá cái quy trình ngân sách ấy, thì nó còn ở mức độ rất là ít, đó, rất ít. Đặc biệt là chúng ta, mặc dù chúng ta có cái cơ chế để các cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tham gia vào, thế nhưng mà trên thực tế thì để tham gia được thì phải có chuyên môn này, phải có kinh phí này, phải có thời gian này, đúng không? Nhưng mà tất cả cái đó thì hiện nay chúng ta chưa có những cái cơ chế rõ ràng để cho việc đó. Do đó mà ngay cả khi chúng ta trong luật chúng ta quy định như vậy, nhưng mà trên thực tế có tham gia được hay không thì là một thách thức. Người ta muốn rằng là gì? Cần phải có một sự công khai minh bạch. Các cái khoản thu thuế hàng năm được sử dụng như thế nào, vào những việc gì và hiệu quả ra làm sao? Đấy. Cái kiểm toán thu chi ngân sách hàng năm phải được công khai để người dân biết được. Trong đó cái khoản mục thu thuế và cái khoản mục là sử dụng tiền thu thuế vào việc gì, hiệu quả ra làm sao. Bởi vì người dân có một nhu cầu rất chính đáng, người ta phải biết được đồng thuế của họ đóng vào ngân sách nước được dùng vào những việc gì và hiệu quả ra làm sao. Theo kết quả nghiên cứu của VCCI, năm 2017, chỉ số kiểm soát tham nhũng của Việt Nam hiện nay vẫn nằm trong khoảng 5,69 đến 6,15 điểm. Còn theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế năm 2016-2017,
chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam trong khu vực chỉ cao hơn Campuchia, Lào và Myanmar và ngang tầm so với Philippines. Khi mà người dân đã hiểu rất rõ những cái đồng thuế của mình được sử dụng một cách đúng mục đích, có hiệu quả, thì khi đó người ta sẽ rất là vui vẻ, thoải mái đóng thuế. Còn nếu như người ta không biết được đồng thuế của họ đi về đâu và sử dụng vào việc gì, có hiệu quả hay không, trong khi lại rất nhiều những cái hiện tượng, những cái câu chuyện như là tham ô, tham nhũng, như là cái câu chuyện là bòn rút ngân sách, như là câu chuyện là lãng phí. Cái việc tham nhũng tôi thấy là đứng thứ 113 trên 174 đấy, mà tỷ lệ về điểm thì là 33 trên 100, thì có nghĩa là cái tỷ lệ tham nhũng của mình rất là cao. Chính cái tỷ lệ tham nhũng này nó làm cho cái việc là mình sử dụng cái tài chính là không hiệu quả đó. Nếu mà theo cái tỷ lệ 33% như vậy thì mình chỉ sử dụng có 33%, chỉ có là 33% là hiệu quả thôi, thì mình vẫn còn nhiều cách khác để mình sử dụng cái đồng tiền nó hiệu quả hơn. Cái việc đồng tài chính công chi phí như thế nào cho nó hiệu quả. Bên cạnh đó, hiện nay vấn đề trốn tránh thuế và quản lý thuế của Việt Nam cũng chưa được hoàn thiện. Ngoài ra, chính sách quản lý thuế hiện nay còn nhiều vấn đề. Do đó, để thu được một đồng tiền thuế, có khi phải mất 2 đồng thực hiện công tác quản lý. Còn thuế nhà mà theo phương án Bộ Tài chính tính toán, ấy, trần 700 triệu, ấy, thì dự kiến là cả nước thu được có 2.900 tỷ. Mà nếu mà lấy cái ngưỡng là 1 tỷ, thì số thu còn lại có 1.500.000 thôi. Như tôi bảo một người 1.500.000 tiền thuế này thì nó chỉ bằng 1/1 bao nhiêu của cái nợ đọng thuế 70.000 tỷ này. Và chi phí quản lý của cái thuế nhà này, báo cáo ông chí ấy, trên thế giới ấy, có những nơi là 2 đồng tiền chi phí quản lý thuế mới thu được 1 đồng thuế nhà đất. Tôi cho rằng hiện nay thất thoát còn nhiều. Qua một số liệu các chuyên gia đã đưa ra là có thể hiện nay mới có thể thu được khoảng 70%, không đến 70%. Như là chúng ta còn thất thoát thu, thất thu đến 30%, phải cố gắng giải quyết cái chỗ đó để bù lại chúng ta không phải tăng thuế nữa. Việc sửa đổi các luật thuế cũng như chính sách quản lý thuế vẫn là một trong những nhiệm vụ mà thời gian tới Bộ Tài chính cần thực hiện. Tuy nhiên, điều này phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo đúng bản chất của từng sắc thuế. Và chỉ khi công dân có niềm tin vào tính công bằng và minh bạch của hệ thống chính sách thuế, cùng với tính liêm chính và hiệu quả của chính phủ, thì mới hoàn toàn có khả năng để gia tăng số thu thuế so với GDP trên nền tảng mở rộng cơ sở thuế. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, trước khi mà Bộ Tài chính nghĩ tới lựa chọn dễ thực hiện là tăng thuế để bù đắp hụt thu, trước tiên Bộ này nên có giải pháp hiệu quả thu hồi nợ thuế, chống thất thu, trốn thuế, chia chác thuế, đặc biệt là kiểm soát chi tiêu ngân sách nhà nước một cách minh bạch và hiệu quả. Mời quý vị cùng đến với những ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được ngay sau đây. Chúng ta phải siết chặt cái kỷ luật về chi ngân sách, chỉ đúng mục tiêu. Nhất là các cái khoản chi khánh tiết, lễ tân, hội nghị, lễ hội, mua sắm ô tô, mua sắm công và đi công tác nước ngoài. Siết chặt quản lý những cái thứ này. Và kết hợp xử lý nghiêm theo những cái kết quả của thanh tra kiểm toán mà nghị quyết Quốc hội cũng đã giao cho chính phủ và giao cho ngành tài chính. Sai phạm của các cái tổ chức, của các cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chi tiêu thường xuyên này. Các nhà làm chính sách và chính phủ phải tính toán là gì? Chúng ta tập trung vào cái nhiệm vụ cải cách các cái sắc thuế hiện có là chính, còn đưa ra những cái thuế gì mới thì chúng ta phải hết sức cân nhắc, tính đến cái khả năng chịu đựng của người dân và các đối tượng thuế, để làm sao vừa đảm bảo cái nguồn thu ngân sách nhưng vừa đảm bảo cái quan dân và vừa đảm bảo gì cái cuộc sống ổn định của người dân và cái đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vấn đề tăng thu là cần thiết, nhưng mà tăng như thế nào để bảo đảm được cái sự hài hòa giữa thu và chi, giữa người đóng thuế và nhà nước sử dụng thuế. Thu như thế nào để đầu tư cho nó tốt, chứ không phải thu để rồi là chi ngân sách thường xuyên nhiều hơn hay là không giảm được. Cái điều đó là quan trọng nhất. Muốn cân bằng ngân sách không phải hướng nhiều về tăng thu thuế và tăng thu, mà phải hướng nhiều về giảm chi để nó cân bằng bền vững hơn. Hiện nay chúng ta chi lớn quá, trên 70%, 75-76% thu chi thường xuyên là quá lớn. Cải cách nhưng không được méo mó chính sách thuế. Thuế VAT là VAT chứ không phải là thuế doanh thu. Sửa các luật thuế trên tinh thần khoan sức dân và bồi dưỡng nguồn thu, giảm thuế nhưng lại tăng được tổng mức đóng góp,
đó mới là con đường cải cách thuế thực sự đúng đắn. Đó chính là những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trong hội nghị tổng kết ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm vừa qua. Nếu dựa trên nền tảng cốt lõi mà Phó Thủ tướng đã nêu trên, chắc chắn việc cải cách các luật thuế cũng như là chính sách quản lý thuế của Bộ Tài chính trong thời gian tới sẽ đạt được các mục tiêu đề ra. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế phát sóng tuần này cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc có thể thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại trong các chương trình tiếp theo.